Cupid đây. Hôm nay thì tôi có một cái lịch hẹn với một con em, nhưng không biết là em gái nào. Xin lỗi nha, tại tôi đã tình thôi. Là một lần nữa các bạn sẽ biết là hôm nay tôi sẽ gặp ai nhá. Hôm nay có một bí mật cực kỳ bất ngờ. Let's go. Gặp người quen à? Em cũng đi trung tâm thương mại à? Đi đâu đấy? Vừa đi ăn. Anh đi vào đây để đi ăn. Em vừa ăn no rồi nè, em mới tắm no đó rồi. Ai đây? Em ơi, cho anh làm quen đấy. Ngọt chết luôn. Khi mà đi 77 49 vòng thì cuối cùng là các em ý đã chọn Phúc Long. Đi hết một vòng Nguyễn Huệ. Rồi các em đã chốt chưa? Có đổi nữa không? Mày dẫn tặng chứ đâu hả? Và tôi chưa ăn trưa nhưng mà chúng nó đã ăn rồi nên tôi phải mua một bịch bánh tráng 30.000. Em chắc chắn chưa? Em chắc chắn với quyết định của mình chưa? Thơm bởi cam. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi thật. Chị chọn cái nào? Hello. Hello chị ơi. Mới vào Sài Gòn à? Vâng, em vào được một tuần này, em cầm cho em đi. Vào được một tuần rồi á? Thế em ở đâu? Em đang ở Vê Mon. Ở Vê Mon? Trời. Từ từ, anh phải điều tra Mon. Mon, sao lại Đức ở với em? Như nào? Công khai đi. Nói thật đi. Em với Đức, cái gì có thai rồi? Tao sẽ giật tít cái số này làm bé Mon đã có thai. Chính mồm Đức Mộng nói. Ảo thật. Anh bảo Mon về em đợi cơm. Ok, em nấu cơm đi, tí nữa nấu luôn cả phần của anh nha. Anh về anh điều tra hai đứa chúng mày. Ok không? Tuần sau anh ghép. Vâng, thế tuần sau em vào miền Tây rồi. Tuần sau vào miền Tây rồi à? Không phải sớm đấy. Em vào nhà bố mẹ Mon gọi. À, vào bố mẹ Mon gọi hả? Là để gọi là đối tượng này ra mắt xong rồi xin cưới hả? Ôi giời ơi. Đúng rồi. Mon hay quá. Huyền sao mặt em ngơ thế? Em sốc quá. Mẹ bao là bộ bé lớn anh thử đi không? Sao mà đó được? Mấy là anh thử đi ngon lắm. Uống thử đi. Ơi, anh cứ ăn thoải mái đi nha, bữa này em bao nhá. Nhưng mà anh trả tiền. Ok. Ok, chơi đi em. Em không bao anh vẫn trả tiền mà. Nó chôn anh hả? Đúng rồi. Chắc không? Nếu mà nhớ đâu có thật thì sao? Ôi bạn ơi. Này tao chưa sẵn sàng để đi ăn cưới mày đâu. Em cũng chưa sẵn sàng đâu. Rồi chết rồi. Ăn không? Không, mẹ em mang em mới ăn no rồi. Nó ngấu phình bụng. Em bé mới ăn no rồi. Mẹ em nhìn mày chết cái đen của bọn anh chưa? Mày biết không? Bọn anh đang bị cơm. Cái đen này nó lốt mặt không? Ôi nhưng mà đây ăn em béo không? Không, quan thì béo nhở? Cứ đừng nghĩ mày bông dáng, đừng nghĩ mày cái đầu quan. Nhưng mà không nhận ra, nhưng mà phải công nhận là dáng đẹp đấy thôi. Vừa cao, vừa hon. 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 Mày có một tờ giấy tiếng Việt mày người nước ngoài à? Không, em nói tiếng Việt không gạt em được thơm em mà. Thật á? Được. Chào một tiếng Khmer anh xem nào. Không. Nhưng mà đó là gì? Bị đớp đó là chuyện nói không có được mấy cái từ. Có mấy cái từ em không có được. Giống như chữ mình em không nói được. Thật như em không nói được chữ mình rồi, nó được chữ mình. À. Còn chữ gì em không nói được không? Có nhiều mà, chữ tan nè, tiên. Tan, tiên. Mày nói cho anh chữ mèn mén cho anh xem nào. Mày gọi là nghe đi. Alo. Alo mẹ hả? À vâng ạ. Mày chưa dung mà sao nó lại ướt con mặt tay con nhở? Mẹ nghe. Này. Dạ. Các bạn ở trên top top ấy, các bạn bảo anh là anh Huy Hoàng. Đấy vừa đấy, nói đúng. Alo mẹ nghe. Mẹ nghe. Đây. Sao đâu? À, ý là bị chua hả? Không ngon mà. Anh ơi, cho em miếng đường vô đây được không? Cảm ơn bạn. Ngon mà. Nhưng mà em không ăn được chua đúng không? Đúng rồi, đúng. Chứng tỏ tao ngén hay con Mon à? Mon, sao mày chửa mà tao lại ngén hay? Ảo. Anh em mình đâu cùng huyết thống đâu. Cũng cách nghĩa cũng được.
á mà còn đoạn một ngén này á, thì đi kiểu Đức nó phải ngén này mày á, tại sao lại là tao? Chết mẹ rồi. Sao Đức nó bảo mày có bầu? Không, anh tin nó. Anh rất tin nó. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ôi. Sao tao rồi, đi về thôi, đi về mà. Ok, đi về luôn á. Đi về luôn á. Đi về luôn á. Đi về luôn á. Ôi xin nhà, cái cam này xin nhà. Tôi không cho anh sang nhà. Anh sang nhà em á? Ờ, không cho. Thôi mai đi. Mai á? Thì mai anh lại không đi nữa. Ôi đùa nhá, mai mà gặp nhau nhá. Mai gặp nhau nhà Mon nha. Nhưng mà ai nấu cơm? Xin nào mọi người. Xin, như ai nấu cơm? Ai nấu cơm? Đức nấu. Sao em vừa bảo là em nấu? Thôi Đức nấu à. Đức nấu thế. Ok. Anh chờ Đức nhá. Nhưng mà xin đó mọi người bấm like đi mọi người. Ok. Này Huyên không chào à? Còn này ẩn mất tích. Ok các bạn đừng quên like, share, subscribe và Qubit nha. Bye bye. Thằng canh con này.